Anh em thể vào trang facebook.com Audio Audio để tìm audio. Thêm và nhiều sản phẩm. Trong video hôm nay sẽ mang đến cho anh em một dòng sản phẩm âm ly cổ đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch là Bellmaster 900. Đây là trong những dòng sản phẩm mà phải nói là có từ rất lâu đời, nhưng mà được sản xuất vào những năm 1964 tại Đan Mạch cho anh em. Con này nó sẽ có thiết kế là vô cùng là đẹp và bắt mắt, khi nó sẽ trang bị chúng ta hai cái loa ở hai bên nha anh em. Và đặc biệt là nó sẽ có vỏ gỗ nha anh em. Nên dòng này về giá trị trưng bày nó vẫn rất là đẹp và bắt mắt. Đây mọi anh em cùng mình xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Con này là hàng mà nhập bữa về thôi nha mà. Về hình thức là còn mới tầm khoảng 90% nha anh em. Đây, mặt chứa dòng sản phẩm này nó sẽ trang bị là một đài radio. Một đài này anh em sẽ thấy là nó sẽ phát sáng đèn màu vàng nha anh em, rồi bắt mắt anh em à. Và dòng này anh em sẽ thấy là các nút chức năng của nó bao gồm, đầu tiên là nút quay điều chỉnh về volume nha anh em. Ở đây là nút quay điều chỉnh về bass, treble. Ở đây là nút nguồn nha anh em. Đây, mình nhấn vào anh em sẽ thấy là nó sẽ tắt cái đèn này nha anh em. Đây, anh em mở cái nút này lên. Đây là nút mà chức năng nghe nhạc anh em. Còn đây là nút mà anh em lấy tín hiệu mono, anh em chơi đơn nha anh em. Còn đây là cái nút để điều chỉnh về đài radio sản phẩm. Đây, nghe đài qua nút FM nha anh em. Còn đây là nút về ra đài radio. Và đài cái dòng sản phẩm này anh em sẽ thấy là nó sẽ bắt sóng được 108 số nha anh em. Nói chung thì tất cả cái đài thì nó bắt sóng và nó rất là tốt anh em ạ. Đây là dòng sản phẩm mà nó cổ rồi nhưng mà cái này bắt sóng thì anh giá rất là cao. Đây, đây mặt bên dòng sản phẩm này anh em sẽ thấy là nó sẽ có bỏ gỗ nha anh em. Còn về mặt sau của sản phẩm, đây, mình để anh em sẽ thấy là cái tem logo thương hiệu của B&O, logo vương miện anh em, Bellmaster 900. Đây, con này nó sẽ xài tổng cộng là 4 dòng điện anh em, và hiện tại mình đang để là điện 220V. Con này công suất của nó là 65W anh em. Nói chung những dòng ngày xưa thì công suất cũng thường dao động ở mức này thôi, nhưng mà đánh tính ra nó là rất là lực nha anh em. Con này sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là đây 1, 2, 3, 4 5 con sò sắt cho anh em. Đây, con này là dòng stereo hàng chính hãng Made in Denmark. Còn bên đây anh em thấy là sản phẩm thì nó sẽ có thêm những cái chạm để mà anh em gắn thêm những cái loa ngoài vào nha anh em. Anh em có thể là vừa hát loa ngoài, vừa hát hai cái loa trong của cái máy này luôn nha anh em. Nó rất là tiện lợi nha mà. Còn bên dưới đây là cái cổng để mà anh em biết tín hiệu nghe nhạc nha anh em. Và ở mặt trước thì nó cũng sẽ có một cái nút mà nó sẽ có ký hiệu này để mà anh em cắm cái dây tín hiệu đúng vào cái nút này nha anh em. Và nếu anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em hai cái jack để mà anh em chuyển đổi ra loa, và một cái jack để mà anh em chuyển đổi từ cái đầu năm chấu này đã bung sen, để cho anh em thể mà dễ dàng kết nối với cái thiết bị nghe nhạc của anh em, ví dụ như là điện thoại, đầu đĩa CD. Và giá thì để lại cho anh em cũng rất là tốt nha anh em, chỉ với 4.500.000 đồng. Nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại Zalo được tư vấn hỗ trợ tiện nhất. Và bây giờ sẽ test luôn về chất âm của dòng sản phẩm này, mời anh em. Trên dốc đá tôi tình cờ quen bên nhau, gọi tên nhau để rồi xa nhau.
900 định giá phải là rất là hay, nhưng mà công suất nó tuy thấp thôi nhưng mà nó trang bị chúng ta đến cỡ 5 con sổ sắt nha anh em. Nên con này anh em chơi những cặp loa mà tầm bass 30 hoặc 25 đổ lại thì nó vẫn đánh ra cho chất âm nó nghe rất là đỉnh, nhưng mà và con này thì ngoài chất âm ra thì nó là siêu hiếm trên thị trường hiện nay, và giá trị siêu tầm của nó đánh giá nó rất là cao nha anh em. Rồi anh em thấy sao về tổng quan nhà sản phẩm này thì để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn em thì bữa lần tới. Bye. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.